Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 5 giờ chiều ngày 26 tháng 7 năm 2022. Hôm nay là chiều thứ 3 đó quý vị ha, đầu tuần. Mình đang chạy trên con đường Triệu Việt Vương. Đi hướng như thế này á là hướng về Hồ Tuyền Lâm đó quý vị. Còn hướng ngược lại là về trung tâm thành phố Đà Lạt ha. Đi hướng này xuống dưới đường An Bình, vòng về đường Hà Huy Tập và về lại trung tâm thành phố Đà Lạt quý vị. Hiện tại đường Triệu Việt Vương thì người ta đang tiến hành sửa chữa, đang mói móc lên để chắc làm cống thoát nước gì đó quý vị, cống thoát nước hoặc là hệ thống dây điện dây cáp gì đó. Tới đây ngã ba này nếu như mà rẽ trái là vào đường Việt Trung Trực vô khu dân cư C5 luôn quý vị ha. Chiều hôm nay thì Đà Lạt nó cứ lúc tạnh lúc mưa, lúc âm u lúc nắng đó quý vị. Bây giờ quý vị có thể thấy là trên bầu trời rất là nhiều mây đen, có lẽ xíu nữa nó lại tiếp tục mưa đó quý vị ha. Tới ngã ba này nếu rẽ phải là vào khu dân cư An Sơn, vào khu biệt thự cao cấp đó quý vị. Rồi Đà Lạt bây giờ chuẩn bị mưa tiếp rồi, có những hạt mưa bay bay được quý vị. Hôm nay thời tiết khá là khó chịu, lúc mưa lúc tạnh ha. Nếu như mà trời như thế này á, nó mưa một cái xong rồi nó tạnh luôn, chứ nó cứ lúc mưa lúc tạnh như thế này là bà con cũng không biết đường nào mà lần luôn quý vị. Đó. Và đây là mưa to luôn rồi. Mình sẽ rẽ xuống con hẻm này đi, để băng xuống An Bình đó quý vị. Băng xuống đường An Bình ha. Đây là địa bàn dân cư phường 4. Trời ơi là trời. Như thế này là ướt hết rồi. Con hẻm này mà xe ô tô đi được luôn quý vị ha, hai xe ô tô tránh nhau được luôn. Tuy nhiên nó rất là dốc, khó đi nữa. Nếu như mà ai đi không quen là không dám đi vào cái con hẻm này đâu. Nối giữa đường Triệu Việt Vương và đường An Bình đó quý vị. Trời mưa gió như thế này thì bà con đi chơi cũng cực mà đi buôn bán ngoài chợ cũng cực luôn. Đó, xuống đây là đường An Bình quý vị ha. Nếu như mà chạy bên phải là về lại đường Triệu Việt Vương. Mình rẽ trái để đi về trung tâm thành phố Đà Lạt. Mưa gió tả tơi tơi tả rồi quý vị. Trời Đà Lạt như thế này thì chạy ngoài đường nó lạnh đó quý vị. Nếu như mà để ướt ha. Và khi chúng ta đi ngoài đường á, có việc gì đi ngoài đường thì nên mang theo áo mưa ha. Chứ trời Đà Lạt mùa này thì nó cứ độc đặc vậy đó quý vị, chúng ta không lường trước được thời tiết đâu. Đường An Bình này chạy lên là nối vào đường Hà Huy Tập, xong là về trung tâm thành phố Đà Lạt luôn. Tới đây bên phía tây trái của chúng ta là phường 4, còn bên phía tây phải là phường 3 đó quý vị.
Trường Hà Huy Tập với lại đường An Bình này nó cũng khá là nhỏ nhắn này. Nó cứ uốn lượn quanh co. Men theo những cái triền đồi như thế này, đúng con đường này là đúng chất Đà Lạt đúng quý vị. Một con đường mà nó dạng giống như là một con đèo nhẹ vậy đó. Địa bàn dân cư này cũng thuộc dạng lâu đời rồi. Đa số người dân Đà Lạt gốc đều ở tập trung trên khu vực này nhiều lắm quý vị. Và này, không phải nói gốc nhưng mà thật sự ra là họ sinh ra cũng mấy thế hệ rồi đó. 4-5 thế hệ rồi cho nên chỉ cho là gốc đi. Đó, quý vị thấy khúc cua này của con đường Hà Huy Tập nó giống như là cung đèo không? Vào ngã ba này nếu như mà rẽ phải là đi vào con đường Lương Thế Vinh, còn chạy thẳng lên là nối vào đường Trần Hưng Đạo quý vị. Trần Hưng Đạo và đường Trần Phú về tới đây là trung tâm rồi. Ở con đường Hà Huy Tập này rất là nhiều khách sạn đó quý vị, hai bên đều là khách sạn không á. Và khách sạn ở đây thì nó cũng giá rẻ bình dân quý vị ạ. Nó không có mắc giống như là bên con đường Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Vì bên đó nó gần với chợ Đà Lạt hơn, rẻ hơn nhưng mà cũng có giá tầm 200-300 đó quý vị ha, vào những cái ngày bình thường. Ơi ra đây là rẽ phải là về bùng binh Kim Cúc, nút giao Kim Cúc đó quý vị. Còn mình rẽ trái như thế này là về trung tâm thành phố, về nhà thờ Công Gia. Bên phía tay phải của chúng ta là khách sạn 5 sao Palace. Khách sạn này có tuổi đời 100 năm tuổi rồi. Đó. Còn bên phía tay trái là khách sạn Đu Bắc luôn. Hai khách sạn này chung một chủ đó quý vị. Còn trước mặt của chúng ta là bưu điện của thành phố Đà Lạt. Và cái tháp đằng kia là nhà thờ Con Gà đó quý vị ha. Đó, đường Trần Phú và đường Trần Hưng Đạo mai mốt làm xong nó rất là rộng rãi và rất là đẹp luôn. Là tuyến đường hiện đại bậc nhất của thành phố Đà Lạt. Tại vì cũng đúng thôi, trên con đường này là tập trung rất là nhiều những cơ quan của tỉnh, của thành phố. Là bộ mặt của thành phố Đà Lạt, của tỉnh Lâm Đồng. Cho nên người ta phải làm khang trang hiện đại tươm tất. Đây là dọc Lê Đại Hành quý vị. Dọc Lê Đại Hành dẫn thẳng xuống Hồ Xuân Hương luôn ha. Đó, hôm nay thì cũng giống hôm qua. Ở chung đầu tuần với lại là cùng cuối hè rồi cho nên chi du khách cũng thưa bớt đó quý vị, thưa dần cho đến tầm khoảng nửa đầu tháng 8 là hết khách quý vị ha. Lúc đó Đà Lạt rất là ế luôn, học sinh vào học là Đà Lạt ế chồng vó luôn quý vị. Tới đây là cầu Ông Đạo, bên phía tay phải của chúng ta là Hồ Xuân Hương. Còn chạy thẳng tới là Bùng Binh Nước và vào chợ Đà Lạt luôn quý vị.
bên phía tay phải của chúng ta là chợ Đà Lạt ha. Còn mình theo con dốc Lê Đại Hành này để đi lên chợ, đi lên khu Hòa Bình. Quý vị thấy Đà Lạt nhiều người ăn mặc mát mẻ, hiếm lắm quý vị, rất là hiếm luôn. Chủ yếu là phải mặc áo khoác kín đáo ha, tại vì đặc khu khí hậu ở đây nó lạnh á. Còn lâu lâu mới thấy một vài người ăn mặc mát mẻ, rất là hiếm lắm quý vị. Rồi lên đây là khu Hòa Bình. Trời bắt đầu có những cái trận mưa nặng hạt rồi quý vị. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi quý vị ha. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé. Bây giờ mình phải đi núp mưa. Hồi nãy giờ chạy không mặc áo mưa cho nên nó hơi ướt ướt rồi quý vị.